Ai, chị kéo. Nghe không ạ ông ơi? Anh không chịu miệng nha. Đang ăn mà chửi. Để nó chạy vận động chứ có bụng nè. Rông ăn này này, nước bia này. Nước bia này, nước canh gì rồi. Hẹp. Dạ vâng, bia rồi. Bia là hẹp. Ăn một miếng cái bánh xong rồi uống. Ăn một miếng bánh xong rồi uống tí nước. Được lắm. Bia đấy. Cái canh chua rồi. Đấy, ấy xong mấy miếng bánh cho nó xong rồi uống một nước. Được rồi, bây giờ mình về bên cháu. Có nhà họ bán hàng mấy triệu tiền một cây. Âm thanh hết. Nè, thơm kìa, thơm kìa. Không phải là mấy lần khác mẹ làm cái vàng đẹp chứ người ta tre đâu mẹ làm đẹp chứ chứ gì che. Rồi, Hiệp về quê xuân Kỷ Hợi năm 2019.